Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Phong Cách Sống phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7. Sự sáng tạo là điều kiện kiên quyết cho sự thành công. Vậy làm sao để có thể khơi gợi nuôi dưỡng được sự sáng tạo ấy một cách hiệu quả nhất đối với tâm hồn trẻ thơ? Hãy cùng chương trình ngày hôm nay tìm hiểu quý vị nhé! Đối với trẻ, thế giới xung quanh thật mới mẻ và lý thú. Trẻ luôn muốn thông qua mọi phương tiện để biểu đạt những cảm xúc của mình. Trong điều kiện khả năng ngôn ngữ phát triển chưa hoàn thiện, thì hội họa là phương tiện để biểu đạt hiệu quả nhất, lý thú nhất. Đặc biệt là với trẻ ở gần tuổi đi học lớp 1. Hơn thế nữa, tranh vẽ cũng là một phương pháp truyền đạt thông tin khá hiệu quả của trẻ. Ngày nay thì như các anh chị, các bạn đã biết rồi đó, thì người ta luôn luôn nói về cái sự sáng tạo, cái sự thành công ở sự sáng tạo. Thì đây, Lô Bạc cũng là một cái nơi mà ươm mầm cho các em. Khi các em tham gia những cái chương trình, những cái khóa học của Lô Bạc thì các em được thoải mái tư duy, suy nghĩ như thế nào đó. Và tất cả giáo viên của Lô Bạc sẽ hướng đến các em, khơi gợi các em những cái ý tưởng để làm sao có thể là các em có thể trình bày ra cái bản vẽ của mình. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải copy, cố định em nào cũng như vậy. Tôi cũng xin nói lại thêm chút xíu là chúng ta thường hiện nay chúng ta thấy là những nhà doanh nghiệp lớn thành công mà rất là trẻ tuổi, bởi thành công như những là cái về ý tưởng là nhiều, cho nên chúng tôi là muốn đưa đến những cái đó, những cái gọi là nghệ thuật sáng tạo toàn cầu. Chúng tôi luôn luôn khơi gợi cho các em để các em có thể phát triển cái tư duy mà các em bản thân các em có, mà chúng ta thường khai thác hết. Thì đây là cái môi trường để coi như là ươm mầm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì vừa qua chúng tôi được cái sự đóng góp rất là tốt với nhiều phụ huynh, với các tỉnh thành họ rất yêu thích. Nhưng mà do là cái môi trường xa xôi quá thì chúng tôi cũng đang có một kế hoạch, ban giám đốc cũng như là phát triển thị trường mở rộng hơn. Đây là một rất chương trình rất là tình cờ, thì mình được nghiên cứu tại Singapore và sau đó mình tìm hiểu với cái nhà sáng lập của Global này. Và mình rất là thu hút bởi vì cái chương trình rất là chuyên sâu cho các trẻ em. Và đây là một cái chương trình gọi là ươm mầm sáng tạo cho các em. Các em có thể là khi tham gia chương trình này, Global có một cái chương trình rất là bài bản. Từ khóa cơ bản nhất cho đến nâng cao nhất. Thí dụ như các em từ 4 tuổi đến 16 tuổi thì đầu tiên chúng ta sẽ tham gia cái khóa học là foundation, khóa cơ bản. Sau đó thì sẽ nâng cấp hơn, thì các em sẽ học lên level. Và tiếp tục nữa là các em học advanced. Và mình còn nhiều cái chương trình khác nữa, thí dụ như là acrylic, cartoon, comic. Và gần nhất nữa là cái chương trình glass painting, rất là phong phú. Tất cả những cái chương trình này có thể kéo thời gian dài cho các em học tham gia từ 4 đến 5 năm. Mục đích của Vinh Lô Bạc không nhất thiết là khi học vẽ là trở thành là họa sĩ hay là kiến trúc sư, mà chúng ta đem đến cho em một cái môi trường rất là thoải mái, khơi gợi niềm sáng tạo cho các em. Và hiện nay trong 2013 này chúng tôi mới đưa vào một cái chương trình mới nhất cho các em, đó là em độ tuổi 3 tuổi. Các em có thể tham dự một cái chương trình rất đặc biệt. Sau một thời gian dài, Global Art nghiên cứu, Global Art mẹ của Malaysia đã nghiên cứu cái chương trình đó và đưa ra. Và hiện nay thì trên toàn cầu chúng tôi đã feedback lại là nhận rất là nhiều cái hiệu quả rất là tốt sau khi các em 3 tuổi tham gia. Đặc biệt thì cái chương trình 3 tuổi, tại vì các em còn nhỏ, rất là nhỏ, cho nên là không có thể là nhận thức hiểu nhiều hơn là từ các em 4 hoặc 5, 6, 7 tuổi. Thì chúng tôi cũng viết riêng một cái chương trình này đó. Ở bên chương trình như thế này, cái khóa học của chúng tôi là, như hồi nãy tôi nói là từ cái cơ bản cho đến nâng cao. Khi các em vào, không nhất thiết các em phải có một cái kỹ năng rất tốt về vẽ, các em mới có tham dự được. Đây hoàn toàn chúng tôi không có đặt nặng về vấn đề đó. Chúng tôi chỉ các em có yêu thích vẽ và có những cái sáng tạo, cái môi trường đó, thì vào đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em như thế nào đó, từng bước, rất là bài bản. Chứ không phải là quá tự phát để mong sao cho các em có thể tiếp cận được với cái chương trình Global. Động vẽ là một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. Đồng thời, vẽ còn là sự biểu lộ thái độ, tình cảm yêu ghét của trẻ đối với thế giới xung quanh. Thông qua các hoạt động vẽ, tạo hình, tô màu, trẻ được rèn luyện sự khéo léo,
phát triển tư duy về màu sắc, không gian, hình ảnh, khả năng quan sát và phát huy tối đa tính sáng tạo, bộc lộ cá tính, tình cảm. Dạ là con vẽ một con gấu Bắc Cực được một tấm vé đi tới Ai Cập. Cho nên là nó vui quá, nó hát, mà cái nó hát ghê quá, mấy con kia nghe không được cái nó xử. Dạ, con đang vẽ mấy cái quả này nó đang nhảy gì. Bởi vì hấu nó nằm trên thảm bay, với thảm bay nó rất là rộng nên nó không có sợ. Với lại có một cái ông thần gió ở đây nên thổi cho nó bay rồi nó không có sợ nữa. Còn hai con này cầm thì cái diều nó to, với lại không có cái gì che chân nó là nó sợ. Con vật nó nhìn vào cái chiếc xe mà nó bơi dưới nước, và cái con sứa ngay đây. Sao vậy? Con chọn màu gì chứ nào? Dạ màu tím lại màu vàng. Con chọn màu giống như là màu kem, màu vàng với lại màu vàng vàng để tô cho nó được vẻ đẹp hơn. Nếu mà làm được một bức tranh mới thì sẽ học thêm một hiệu ứng mới. Còn mỗi lúc mà giờ ra chơi thì sẽ được chơi những cái trò chơi như là chơi trốn tìm, bịt mắt, thả đồ. Chơi với lại mình có thể đúc xếp nữa, với lại thủ công nè, nghe nhạc nữa. Lớp bò ạc thì có một phương châm đó là vui học vẽ, học vẽ vui. Đây cũng là cái slogan ở lớp bò ạc. Thì các bé tới đây, dĩ nhiên là các bé đã được học về một cái giáo trình đầy đủ để bé phát triển về những kỹ năng về vẽ, về cách vẽ, về đường nét hoặc là về màu sắc. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái quan trọng nhất vẫn là mang đến cho bé niềm vui. Đó là làm sao để truyền tải được tất cả những cái thú vị nhất trong môn vẽ đến các bé. Tại vì một giáo viên quan trọng không phải là truyền tải kiến thức nhiều hay không, mà chính là truyền tải sự đam mê. Thì từ đó các bé sẽ tự mình khám phá được nhiều hơn và hứng thú hơn. Và cái đó mới chính là cái nguồn gốc để bé phát triển được cái tiềm năng tiềm ẩn trong mỗi bé. Và phương pháp ở đây về cái giáo trình thì đặc biệt nhất là cái phương pháp phối màu khác ở những chỗ ở ngoài, hoặc là một số chỗ đó là bé nhỏ thường chỉ tô một màu thôi, đơn giản chỉ là màu sắc, cảm nhận màu sắc, và cái cây thì lá thì màu xanh chẳng hạn. Nhưng mà ở đây là nâng lên một bước là bé cảm nhận được hướng ánh sáng, tức là bé hiểu thế nào là màu đậm vừa nhạt. Thì hướng ánh sáng bức tranh có sự khác biệt chính là nhờ sự phối màu đó, nên là bức tranh bé nhìn rất là khác. Và bên cạnh đó thì chất liệu màu sáp là một chất liệu mà sử dụng được rất là nhiều cách và sử dụng được rất là nhiều hiệu ứng trong đó. Đó là cái chìa khóa để bé sáng tạo. Là ngoài việc mà kỹ năng theo cô dạy là đúng là phải tô như thế nào đó, phương pháp đậm vừa nhạt, tô cho nó đẹp, cho nó kín, thì sau đó khuyến khích bé vẫn là cái phần bé đưa ý tưởng bé vào trong đó, sử dụng như thế nào để bức tranh mình đẹp hơn, lạ hơn và ra những hiệu ứng khác những bạn khác. Cho nên là bé sẽ được hai cái khi mà học vẽ ở Global Art. Đó là thứ nhất là kỹ năng vẽ nó sẽ tăng lên từ từ, bởi vì được truyền đạt một cách là khoa học theo giáo trình. Và thứ hai, cái giáo viên mà hướng đến quan trọng hơn đó là sự sáng tạo. Tôi luôn khuyến khích bé là dựa trên những cái được học đó, con phải làm sao áp dụng bức tranh của con nó khác đi. Đó là về màu sắc và về ý tưởng cũng vậy. Cô giáo luôn hướng dẫn bé là con phải suy nghĩ ra những ý tưởng rất là hài hước, vui vẻ, quan sát thế giới xung quanh như thế nào đó để thành một câu chuyện cho một bức tranh. Bức tranh bé đơn giản không phải là bức tĩnh vật, chỉ là quả trái cây, hoặc là phong cảnh thì chỉ là phong cảnh, hoặc là về con vật thì chỉ là con vật, mà luôn luôn khuyến khích bé là nhân hóa lên, hoặc là trái cây có mắt mũi miệng, hoặc là con vật nó có cảm xúc, rất là nhiều khuyến khích những điều đó. Thì phong cách vẽ ở đây hướng đến mục đích cuối cùng, đó chính là sự sáng tạo.
hay là kích thích sự quan sát ở xung quanh rất là nhiều, đưa những cái cuộc sống hàng ngày vào, có thấy mẹ con làm gì, rồi đi học có bạn bè như thế nào, rồi con vui con buồn thế nào, thì có thể là đưa bức tranh của mình, đó chính là cái để bé quan sát xung quanh nhạy bén hơn và đưa được cái tôi của mình vào đó và thể hiện lên bức tranh. Thì khi bé thể hiện mình đã được bức tranh đó, phụ huynh nè rồi giáo viên nhìn vào đó, ngược lại có thể hiểu bé sâu hơn và biết cách giáo dục bé tốt hơn và đúng theo bản chất của bé, chứ không phải là theo kiểu áp đặt. Chúng tôi có thành viên tới 20 quốc gia thành viên, cho nên là mỗi năm chúng tôi thường tổ chức cho các em thi để đoạt giải, và Club Bạc Việt Nam tài trợ cho các em đó hoàn toàn 100% để đi thi ở quốc tế. Đặc biệt năm nay là chúng tôi tổ chức tại Bali, thì năm nay chúng tôi dự kiến là tháng 11 sẽ tham gia chương trình thi quốc tế các nước về đó. Đó là cái chương trình rất là năng động cho lô bạc. Đó là về quốc tế, còn về trong nước thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái chương trình dã ngoại cho các em. Ví dụ như là đặc biệt năm nay chúng tôi tổ chức một cái cuộc chơi là thả diều cho các em. Các em có thể vẽ lên cái diều của các em, những cái gì các em yêu thích nhất, thả hồn vào cái diều đó. Chúng tôi ươm mầm cho các em để bay bổng lên cao, đạt được những ước mơ của mình. Thì sau cái chương trình đó thì các em rất là hứng thú, và ngay không những các em mà tôi cũng được phản hồi là phụ huynh cũng rất là yêu thích. Phụ huynh nói là thường nên tổ chức những cái chương trình đó hơn nữa, để cho các em có thể là có cái môi trường, có cái điều kiện thoải mái vui chơi hơn. Nghệ thuật là một cách thể hiện bản thân và những gì ẩn chứa trong mình, đặc biệt là đối với trẻ vốn luôn thích sống cùng những sắc màu. Hy vọng thông qua chương trình Phong Cách Sống ngày hôm nay với bộ môn vẽ thì trẻ sẽ có một tuổi thơ đầy sắc màu, những khám phá thú vị về bản thân cũng như thế giới xung quanh.